Đây là nhà của anh Tú đây các bạn. Hôm nay gia đình mình lên đi chơi, lên núi đi bộ. Mặt trăng giờ này còn đó ha. Đi đi anh Tú. Thấy trời ơi, trời mát đi hoài á. Nữa người ta mướn người ta cởi đi chơi hả? Hay là của người ta không ấy? Mấy người ở trong này nó đùi á. À ôi cây này cây gì vậy ta, giống cây cây ốc lành mới vậy, cây ốc á. Ừ sao phi vậy? Dạ bỏ vỏ mình lấy cảnh đi, bây giờ phút mới gắn vô cái cây sơ phải không? Thôi cho mở cái vỏ ra gắn vô. Thôi thôi mất công dạ. Dạ cầm đưa vậy. Dạ cầm đưa vậy thôi, vậy thôi ấy ăn thấy gần quá hả? Không có, mình bấm cái nút thôi. Chụp thì quay lại lấy núi trên núi á. Này đang quay. Đi sáng sớm mới chụp đẹp. Giờ này nắng quá. Dạ, nắng quá.
Rồi con rắn nha các bạn. Rắn này chắc rắn độc anh Tú à. Rồi cái đầu nữa kìa. Ha. Rồi cái đầu nữa. Thôi thôi. Mình nhỏ xíu ha. Lên tới trên núi chắc cỡ nửa tiếng không anh Tú? Hơn hả? Nhưng mà có đường không? Có đường đi lên tới trảnh không? Có chứ. À. Đi lên chút xíu là nó leo lên luôn hả? Nó có cây nó không có nặng. À, nó có cây nó che không? Ôi, cảnh đẹp quá. Mấy ngày này nó tới lậu xẻ này nó liền. Thôi, có thể đứng chỗ này chụp mô hình không? Đẹp quá. Cảnh kìa. Kể nó nắng nắng, chụp theo nắng, chụp kỷ niệm. Vì bốn người nữ thôi. Rồi hôm nay mình kết thúc đi bộ buổi sáng. Rồi mình về nhà các bạn. Đây nhà của anh Tú à. Rất là rộng rãi dài các bạn, từ cái xe đỏ này qua bên kia luôn đó các bạn. Đó, các bạn thấy nhà dài ghê không? Đấy, khu này là núi đồi không à? Đó, các bạn thấy núi không? Có hai bà xui chụp hình. Rồi, kết thúc buổi đi bộ buổi sáng ngày các bạn. Rồi, bye bye các bạn, kết thúc video tại đây. Các bạn thấy video này có thích nhớ like và subscribe và chia sẻ cho mọi người cùng xem, ủng hộ kênh Triều. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.